Đến 18 giờ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ca ghi nhận tại Quảng Nam, 1 ca ghi nhận tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam có tổng cộng 905 ca mắc COVID-19, trong đó có 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 438 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 8 có 22 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là 133.340 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.361 người, cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 25.043 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 102.936 người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 18 bị can liên quan đến vụ Tuấn Khỉ. 18 người bị truy tố bao gồm Phạm Thanh Tâm, Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Cung Minh, Trần Anh Thi, Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Sĩ Dũng, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Duy Thành, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân, Đặng Trung Ngọc. Phạm Thanh Tâm 30 tuổi tức Tí Bà Giòm đề nghị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Lê Cung Minh 27 tuổi ngụ ở Củ Chi cùng 16 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp tài sản do người phạm tội mà có, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Trước đó, Viện Kiểm sát TP.HCM trả hồ sơ cho Công an, đề nghị điều tra bổ sung một số lời khai, chứng cứ quan trọng nhằm củng cố hồ sơ truy tố các bị can trong vụ án. Theo kết luận điều tra, chiều ngày 29 tháng 1, Tuấn tới sòng bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để sát phạt. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện nhờ em họ là Lê Quốc Minh về nhà mẹ ruột lấy 100 triệu đồng. Tuấn Khỉ sau đó xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới bạc nên bỏ đi. Khoảng một tiếng sau, Tuấn lấy khẩu súng AK và một túi đạn rồi chạy xe máy quay lại sới bạc, xả súng làm 4 người chết, 1 người bị thương, rồi tẩu thoát trên chiếc xe SH và 802 triệu đồng. Tuấn chạy đến nhà Tí Bà Giòm đưa túi tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Sau đó, Tuấn tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe vào chiều cùng ngày. Rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết một người ở tỉnh lộ 15 đoạn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi rồi cướp xe máy chạy về huyện Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn Khỉ bơi sang nhà Võ Hồng Tâm 31 tuổi và Nguyễn Duy Thanh 21 tuổi. Dù biết Tuấn Khỉ vừa gây án nhưng hai người này vẫn tiếp tay cho Tuấn lẩn trốn nhưng mà không thành. Tối 13 đến rạng sáng 14 tháng 2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn nên tổ chức bao vây. Khi Tuấn chống trả thì bị công an nổ súng tiêu diệt. Cơ quan điều tra xác định Phạm Thanh Tâm đã bàn bạc với nhiều người che giấu, cất giữ số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn giao cho. Khi việc này bại lộ, đồng bọn của Tâm đã đem túi tiền đến cơ quan công an giao nộp. Về nguồn gốc khẩu súng AK, Tâm khai mua của một người Campuchia với giá 20 triệu đồng, mua khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Tuấn cất giữ và Tuấn dùng súng này gây án. Chiều 11 tháng 8, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan trong 3 vụ án. Trong số này có vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Nhật Cường Mobile. Vụ án này có tính chất phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo điều tra. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo tình hình bàn giao công việc giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Sử. Theo đó, tại buổi làm việc vào sáng qua, ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Văn Sử đã ký biên bản bàn giao các công việc. Trong đó, ông Sử tiếp nhận toàn bộ các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ ngày 12 tháng 8 năm 2020, bao gồm 3 nhóm công việc. Thứ nhất là các nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tại quyết định số 8569 QĐ-TU ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kèm theo quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và các quy định khác có liên quan. Thứ hai là các nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và điều hành công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng sở, ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã. Ông Sử cũng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 22, Điều 43 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn bộ những nội dung công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo điều hành, làm nhiệm vụ trưởng một số ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng thành phố tại quyết định số 2132 QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 2020 về việc phân công công tác của chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và văn bản khác có liên quan. Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, tập thể lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan văn phòng đã đồng hành giúp đỡ ông gần 5 năm qua. Ông Chung mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong thời gian tới.